Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Yamaha và Suzuki chưa kịp phản ứng, Koski đã dập tiếp hai cái mẫu Ninja 400 2008. Từ lâu cái tên Koski Ninja 250 và 300 đã trở thành lựa chọn hàng đầu của những người mới tập chơi mô tô vẫn lớn và những người đam mê cái dòng sport bike. Ninja 250 và 300 là nguồn cảm hứng để những cái tên như Yamaha R25, R3 hay là Honda CBR 250 RR ra đời. Do áp lực cạnh tranh từ những đối thủ và từ cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 tại châu Âu, Ninja 250 và 300 không còn hợp thời nữa. Do đó chiếc Koski Ninja 400 hoàn toàn mới được khai sinh. Về phần tổng thể, ta thấy được Koski Ninja 400 thay đổi là toàn diện hơn so với mẫu Ninja 300, và thiết kế của Ninja 400 trở nên hấp dẫn và dữ dằn hơn nhờ các mảng thân to lớn, phần đầu thấp hơn và cặp đèn pha LED sắc sảo. Ở phần đầu xe, Ninja 400 chịu ảnh hưởng khá nhiều từ thiết kế người đàn anh Ninja 2 và ZX10R với phần cánh đứt gió ở ngay trên dưới đèn. Ngoài ra, Ninja 400 còn dùng chung cái bộ vành 5 chấu đơn cùng với người đàn anh của mình là Ninja 650 vừa mới ra mắt. Do hướng tới nhóm người mới chơi mô tô nên Ninja 400 sở hữu cái tay lái dạng Sport City. Chiều cao yên dừng ở mức 786mm và chiều rộng giảm 30m. Như vậy, người điều khiển có thể có tư thế ngồi thoải mái và có thể chống chân xuống đất dễ dàng, ngay cả với những người có chiều cao khiêm tốn. Nếu khách hàng muốn nâng cấp chiều cao yên lên, Koski đã có sẵn cái thì chọn yên Eurofix cao hơn 30mm. Koski đã không mang trang bị động cơ cho chiếc Ninja 400 là động cơ 4 xi-lanh như là những tin đồn trước đây khi mẫu xe này đã ra mắt, và thay vào đó là động cơ Ninja 400 dùng cái loại với Ninja 300 tăng thêm dung tích lên thành 399cc cùng với cái bộ phận hút gió mới, giúp cho xe đạt công suất 44,8 lực và mô men sáng cực đại 37 Nm. Dù dung tích lớn hơn nhưng cái trọng lượng của cái động cơ Ninja 400 lại nhẹ hơn 1kg so với động cơ Ninja 300. Ninja 400 được trang bị bình xăng dung tích 14 lít, giúp cho xe có thể đi được quãng đường 338km với khi bình xăng đổ đầy. Ninja 400 sở hữu cái hộp số là 6 cấp, hỗ trợ liên hợp chống khóa bánh khi dùng số cấp Lip Plus. Kawa ứng dụng hệ thống khung kết hợp cái dạng ống kim cương mới cho cái dòng Ninja 400, và chiếc xe vận hành rất êm ái với cặp giảm sóc có đường kính nâng lên 37mm lên thành 41mm. Cái Ninja 400 được trang bị hệ thống phanh đĩa trước là 310m, cùng với đó là hệ thống phanh ABS thế hệ mới nhất của Nissan. Trọng lượng ước của dòng xe này đạt ở con số 168kg, nhẹ hơn chiếc Ninja 300 tính 8kg. Bên cạnh Ninja 400, Koski còn ra mắt thêm cái dòng Ninja 250 thế hệ mới nhất dành cho một số thị trường ở Nhật Bản và Indonesia, với những thông số kỹ thuật cũng tương tự như Ninja 400, nhưng động cơ được giảm dung tích xuống còn 210cc và cho công suất là 39 mã lực. Và cả Ninja 400 và Ninja 250 đều chưa có mức chào bán. Trong khi tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào cái Tokyo 2007, thì Koski Indonesia bất ngờ tung ra hai phiên bản màu hoàn toàn mới cho cái dòng Ninja 400 cực kỳ chất. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, được kế tiếp nhớ like, share, subscribe.